Bài tập số 1, cô có yêu cầu như sau. Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp? A. Kể từ 1 đến 234. Vậy làm thế nào để ta tìm được kể từ 1 đến 234 dãy số tự nhiên liên tiếp? Thì theo các con, chúng mỗi số đứng liền nhau, chúng hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? Chúng sẽ hơn kém nhau là 1 đơn vị, đúng không nào? Vậy thì 1 chính là khoảng cách. Với bài này, cô sẽ giải như sau. Đầu tiên, dãy số từ 1 đến 234, nó chính là một dãy số cách đều và nếu được viết, nó sẽ được viết liên tiếp như sau. 1, 2, 3, chấm chấm, cho đến 233, 234 là kết thúc dãy số tự nhiên đó, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau làm số số hạng của dãy được tính như sau. Đó là lấy số lớn nhất, 234 là số lớn nhất, trừ đi 1 là số bé nhất. Khoảng cách giữa hai số liền nhau là 1, cho nên sau khi trừ xong, ta chia cho 1 và ta cộng 1, ta được kết quả là 234 số. Và ta đã thực hiện rõ ràng rồi. Còn với dãy số tự nhiên này, thì các con cũng nhẩm từ 1 đến 234 số, các con có thể ghi luôn được kết quả là 234 số. Còn đây cô áp dụng công thức để các con nhớ, các con lưu ý cách thực hiện này. Lấy số lớn nhất này, trừ số bé nhất này, được kết quả bao nhiêu ta mới đem chia cho 1. Cụ thể là 234 trừ 1 bằng 233. 233 chia cho 1 được 233. Cộng thêm 1 nữa, kết quả nó mới là 234.